Chào cô Bích nay khỏe không? Hello, dạ chào mục sư. Chào cô Trần. Cô Trần này đã được khỏe không? Bị cảm cái ngày rồi mục sư, hôm qua với bên ai. Bị cảm hả? Cảm dạ. Lây từ đứa con trai lớn nó đi thể dục với bị về nhà đó nó ho cả nhà bệnh luôn, Ô vậy đó. hai đứa cháu cũng bị luôn. Ô hai đứa cháu nó về nhà kia chưa? Nó chưa về đó, tại vì nó chờ lấy cái cô của con nó một tên, là tại vì không muốn chạy lên chạy xuống nó cũng xa. Bên kia vô nhà cũng chưa có được nữa, tại vì cái cây thông nó gió nó gãy xuống ngay đường luôn. Rồi vậy đó. Phải đi trước rồi mua nó thì cắt nó ra rồi mới mới xe vô được ở nhà, chắc tuần tới này mới làm. Dạ, xin chào chào chị anh, chào tất cả quý ông bà anh chị em, chào tối hôm nay trước khi thường khó chúng ta vẫn tiếp tục học chương trình giáo dục tin học trước khi chúng ta học thì xin được phép cầu nguyện. Lạy Chúa dỗ chúng con cảm ơn Ngài vì Chúa có giữ gìn hội thánh Chúa với bà anh chị em được mọi sự bình an trong sự che chở của Chúa. Buổi tối hôm nay chúng con đến với Chúa và lời Ngài, xin Chúa dạy dỗ cho mình con cũng như các học viên cũng như viên bà anh chị em chúng con trong hội thánh qua chương trình giáo dục thần học, đặc biệt là Chúa Giêsu trước khi lễ vừa qua và những ngày đến gần Chúa Giêsu vào vườn Giê-xê-ma-nê cũng như chịu chết trên thập tự giá. Chúa cho chúng con suy niệm về tình yêu của Ngài, về sự thương xót của Chúa. Ngài đã yêu chúng con đến nỗi Ngài đến để chịu chết và sống lại cho chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài, xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn chúng con buổi tối hôm nay. Chúng con tạ ơn Chúa và thành kính cầu nguyện những danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Ngày mai là ngày Good Friday, là chúng ta sẽ tổ chức chương trình đêm thường khó ở Việt Nam. Thì hôm nay thì họ tổ chức ở bên Mỹ thì tổ chức tối thứ sáu, ngày thứ sáu. Từng rồi chúng ta học học đến ngày thứ thứ tư rồi. Ngày thứ tư thì trong Chúa Giêsu vào thành Jerusalem, mà Chúa Giêsu trở lại, Chúa Giêsu trở lại nhà của Mary, Ma-thê và Lazarus ở tại Bethany. Thì đang Chúa ở lại đó, Chúa nghỉ ngơi ở lại đó, thì cái công việc rất là bận rộn. Các thầy tế lễ cả và người theo họ đang làm gì trong Matthew đoạn 26 câu 3 đến câu 4? Họ mưu giết Chúa Giêsu. Ok, họ mưu, họ rất là bận rộn ha. Chúa Giêsu thì lìa đền thờ, thì Chúa Giêsu trở lại Bethany, nhưng mà các thầy tế lễ họ rất là bận rộn để mà âm mưu giết Chúa Giêsu. Chúa Giêsu vì coi như phá hoại cái quyền lợi của họ, phá hoại quyền lợi của Caiphê, thầy tế lễ cả Anne và Caiphê, phải không? Tại hai tướng này,
đã tổ chức buôn bán ở đền thờ để thu lợi. Cho nên Chúa mới bệnh rồi. Chúa mới bệnh rồi để mà bệnh rồi mà đuổi. Chúa nói nhà ta sẽ được nhà cầu nguyện của muôn dân sao các người làm trở thành hang trộm cướp. Thì khi mà các thầy tế lễ bận rộn để mà tìm cách giết Chúa Giêsu thì ông Giuđa ông đang làm gì? Matthew đoạn 26 câu 14 đó. Câu 15. Ông Giuđa Iscariot ông làm gì? Giuđa bán Chúa. Ông đến các thầy tế lễ làm gì? Để mà nộp Chúa Giêsu. Các thầy tế lễ. Chào chị Hồng Anh. Đến lại tế lễ để làm gì? Để nộp. Cái phản là gì? Các thầy đó bằng lòng cho tôi bao nhiêu đặng tôi nộp cho. À. Rồi họ trả cho ông 30 miếng bạc. Ừ. Yeah. Dạ. Coi như đến để mà nói tìm việc để nộp Chúa Giêsu. Ừ. Có tiền trong tay rồi. Dạ yeah, dạ. Yeah. Thì đó là đã như vậy là Judas Iscariot là bán điều với Chúa, bán Chúa trước khi là dự thánh lễ tiệc thánh đúng không? Dạ yeah, dạ yeah, trước. Dạ yeah, trước. Vậy là có mưu đồ. Cái phần Chúa Giêsu chỉ sức dầu tại Bethany là ông bà Mary đập cái chai dầu. Em của Lazarus và mà yêu Chúa ngồi bên chân Chúa để nghe đập chai dầu thì ông mới định giá cái chai dầu đó là bán khoảng 300 đề mà giúp cho kẻ nghèo, vì chai dầu đó là chai dầu rất là dầu thiệt. Thì Chúa mới đói để kệ mặt Chúa để khi mà tin lành giảng ra thì sẽ nhắc đến bà Mary. Quả thật như vậy thì ông không có lấy được tiền, tại vì ông vốn là kẻ trộm cắp, thủ quỹ của đoàn tiền giáo, nhưng mà vốn là kẻ trộm cắp, cho nên ông theo Chúa thấy 3 năm, thấy Chúa nói ta sẽ lên Jerusalem, ta sẽ chịu chết, đến ngày thứ 3 ta sống lại, cho nên ông thấy không có kiếm cơm kiếm cháo không được gì rồi, thì ngay cả 300 denier mà cũng mất trắng rồi thì thôi. Đến câu 14 thì nói là đứa bạn Chúa, ông đã đi đến để mà điều, để mà nộp Chúa Giêsu để bán Chúa. Thì họ bèn trả cho nó là 30 miếng bạc. Rồi đến ngày thứ 5. Chúng ta sẽ học tiếp ngày thứ 5 để học tiếp cái hết cái phần đoạn Kinh Thánh này. Thì chúng ta thấy đến phần thứ 5 thì chúng ta thấy ở trong cái phần này đó, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 26 từ câu 17 đến câu 56 đó, chúng ta đọc lại ha. Sự lập lễ tiệc thánh trong ngày thứ nhất, ăn bánh không men, môn đồ đến gần Đức Chúa Giêsu mà thưa rằng: Thầy muốn chúng tôi dọn cho thầy ăn lễ vượt qua tại đâu? Ngài đáp rằng: Hãy vào thành, đến nhà một người kia mà nói rằng: Thầy nói giờ ta gần đến, ta và môn đồ ta sẽ giữ lễ vượt qua trong nhà ngươi. Môn đồ làm y như lời Đức Chúa Giêsu dạy mà dọn về lễ vượt qua. Đến tối, Ngài ngồi ăn với người hai môn đồ khi đi đường ăn. Ngài phán rằng: Quả thật ta nói cùng các ngươi, có một người trong các ngươi sẽ phản ta. Các môn đồ lấy làm buồn bực lắm, lần lượt hỏi Ngài rằng: Là Chúa có phải tôi không? Ngài đáp rằng: Kẻ nào để tay vào mông với ta, ấy là kẻ phản ta. Con người đi y theo lời đã chép về Ngài, xong khốn thay cho mình là kẻ phản con người, thà nó không xảy ra thì ơi. Judas Iscariot là kẻ phản Ngài, cất tiếng hỏi rằng: Thưa Thầy, có phải tôi chăng? Ngài phán rằng: Thật như người đã nói. Chúng ta ngừng ở đây. Khi mà trước khi đó thì ông Judas Iscariot đã đi điều với mấy
thầy tế lễ để mà bán chúa rồi, thì các thầy tế lễ đã trả cho nó là 10 miếng bạc. Thì chúa đã kêu môn đồ để mượn một cái ngôi nhà nào đó để mà dự lễ được qua, coi như là chúa thiết lập lễ thực thánh đầu tiên đó. Thì họ vào thành tìm cho chúa một cái nhà, thì chúa họ đã dọn dọn cái bữa lễ vừa qua cũng như là lễ tiệc thánh đầu tiên cho chúa. Thì đến tối thì ngài ngồi ăn với người 12 môn đồ, lúc này là còn có 12 môn đồ nha. Nhưng mà chúa trong lúc chúa dự lễ vừa qua thì chúa rất là buồn bực. Rồi có thể các môn đồ biết, tại vì chúa đã giận khi mà chúa vào đền thờ, chúa bệnh rồi, chúa đuổi mấy kẻ bán bạc, bán bò, bán chim bồ câu, đổi bạc này kia rồi. Rồi chúa nói nhà ta được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân, sao nhà cha ta sao các ngươi làm ra ta thành hang trộm cướp, sao tao chúa trở về Bethany. Là đến ngày thứ năm, ngày là ngày lễ vượt qua, thì chúng ta thấy chúa rất là, kinh thánh nói chúa buồn bực cho đến chết mà, chúa khô rơ cô độc. Cho đến khi đây thì chúng ta thấy các môn đồ đã biết được cái ngày của chúa sắp chịu chết, chịu thương khó, và cũng có kẻ phản chúa, cho nên chúa đã nói tước với các môn đồ. Rồi các môn đồ mới hỏi ai là kẻ phản chúa, tại vì có nội gián. Thì người này hỏi anh này, chị này, anh này, cô kia. Thật ra là trong 12 môn đồ thôi, nói anh này hoặc là người này người kia, có phải tôi không? Thì Chúa cho họ một cái dấu hiệu. Chúa Giê-xu cho họ một dấu hiệu, nếu mà người nào mà nhúng tay vào trong cái chén mà Chúa đưa thì đó là hắn. Rồi Chúa rủa xả ông Judas Iscariot. Chúa nói con người đi y theo lời chép của Ngài, xong khốn nạn thai cho kẻ phản con người, thà nó không sanh ra hay hơn. Bây giờ thấy không? Thì một kẻ làm ác thì bị rủa xả, bị curse ra, rủa xả. Hồi này chính Chúa Giê-xu rủa xả đó nha. Khốn thai cho con người, sanh ra cũng vô dụng, thà nó chết, phức cho rồi. Có những người con mà phá của đó, người con phá của tập búa đó, cha mẹ xài tiền phá của giết hết, cha mẹ rủa chết hắt cho rồi, chết bờ chết bụi cho rồi. Giờ khổ quá. Rồi sau đó câu 25 thì ông Judas Iscariot ông mới lên tiếng, ông hỏi thưa thầy có phải tôi không. Ông còn dám lên tiếng luôn mà, tại vì ai cũng nhận hết rồi, ai cũng hỏi có phải tôi không, người này người kia rồi. Chúa nói không phải, nhưng mà Chúa nói có một người khốn nạn thầy nó thà không sinh ra thì hết, sinh ra mà coi như là vô dụng. Chúa Giê-xu nói vậy, thật như người đã nói. Chứ Chúa không có bao giờ Chúa chỉ đứa này này, Chúa chỉ người kia người kia, Chúa ít khi nào Chúa chỉ thẳng lắm. Cho nên Chúa luôn luôn Chúa hỏi, luôn luôn cái người đó nhìn nhận. Giống như Phi-lát nói người có phải là vua dân Giu-đa không, Chúa nói cũng thật như lời người, chứ Chúa không dân ta là vua. Ít khi nào Chúa tự xưng lắm. Rồi Phi-e-rơ hỏi các người ta nói ta là ai cả, tiên tri, người này người kia, dân bắp tích. Nhưng mà Phi-e-rơ nói Chúa Giê-xu là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hàng đáo. Chúa nói đúng như y như lời người nói, lời Chúa Trời
nói ra từ miệng ngươi. Rồi sau đó vô ra Cariop làm gì? Được. Chưa thấy đâu, chưa thấy đâu. Cái đó hồi lần sau ha. Nhưng mà khi đương ăn, đó là đang lúc ăn tiệc nè, đang lúc ăn lễ vừa qua là cũng là tiệc thánh đầu tiên. Đương ăn Đức Chúa Giêsu lấy bánh tạ ơn, để ra môn đồ mà rằng hãy lấy ăn đi, này là thân thể ta. Ngài lấy trái chén tạ ơn, đưa cho các môn đồ hết thảy uống đi, vì này là huyết ta, huyết của sự giao ước mới, đổ ra cho nhiều người được tha tội. Này cái vấn đề Chúa nói về cái hình bóng khi mà Chúa đã đổ huyết ra thì sao? Sẽ được tha tội. Huyết của Chúa Giêsu con Ngài rửa sạch tội lỗi chúng ta. Vì lý do đó mà tin lành hay là tin mừng là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Chúa Giêsu chính là con đường, chân lý và sự sống. Bởi huyết của Chúa Giêsu chết trên thập tự giá có thể mua chuộc chúng ta. Còn những tôn giáo ở thế gian này là những giáo chủ đủ là những giáo chủ chết, không phải là sống giống như Chúa Giêsu. Trong công vụ các đồ đoạn 12, Chúa nói chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Trong danh Chúa Giêsu chúng ta được sự tha tội. Tin Chúa Giêsu, Giăng đoạn 3 câu 16, vậy Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Tin Chúa Giêsu thì được tha tội, tin Chúa Giêsu thì được sự sống đời đời, và tin Chúa Giêsu là huyết của Chúa Giêsu là huyết linh nghiệm, không thể so sánh huyết cái con này con kia, mà chính huyết của Chúa Giêsu, huyết của con trời đổ ra để rửa sạch tội tội chúng ta. Vì vậy cho nên quyết linh nghiệm. Và Chúa đã nói, Chúa nói hãy uống đi, đây là hình bóng, đây là nước nho, nhưng mà lại hình ảnh là quyết của Chúa Giêsu sẽ đổ ra, sẽ được tha tội, sẽ được sống sự sống đời đời. Chúa nói tập phán của các người, từ rày về sau ta không uống nước nho này nữa, cho đến ngày mà ta uống trái nho mới cùng các người ở trong nước thế này. Trong câu 28, từng rồi tôi có nhắc rồi đó, Chúa Giêsu xác nhận các môn đồ sẽ được ở với Chúa trên thiên đàng, và các môn đồ sẽ giữ cái nước nho mới, và cái nước nho này Chúa không uống cho đến khi Chúa sẽ giữ với các môn đồ ở trên thiên đàng, hoặc là phước hạnh. Chúa chỉ nói ngoài kẻ bị hư mất thôi, ngoài Judas Iscariot và còn nhiều 11 môn đồ kia được ngồi đồng bàn với Chúa và giữ cái nước nho mới, giữ cái tiệc cưới chân con. Và sau này chúng ta thấy là Chúa kêu gọi ông Phaolô, ông Saulơ đó trên đường Đa-mát, mà chính ông Phaolô đó thế vào trong cái chức 12 môn đồ ở trong để đồng trị vì, thì chúng ta thấy đó là một cái điều rất là phước hạnh vô cùng. Chúa xác nhận Chúa không phải làm vua ở thế gian này, thì mà Chúa vào ở trong đền thờ thì người ta hosanna, Chúa cởi con lừa đó. Nhưng mà Chúa không, trước khi Chúa làm vua ở trên trần gian này đó quý ông bà anh chị em, Chúa muốn làm vua ở trong mỗi tâm lòng của chúng ta trước. Tại vì các môn đồ họ muốn, các dân tộc Do Thái lúc đó bị áp bức chế độ của Roman, của người La Mã, cho nên người ta muốn Chúa giải phóng, Chúa lên làm vua giải phóng dân tộc họ. Nhưng mà thật ra Chúa đến mục đích để Chúa chết, Chúa sống lại, Chúa cứu linh hồn chứ. Chúa cứu linh hồn trước chứ không phải mục đích Chúa cứu cái phần thể xác của người Do Thái, hoặc là giải phóng người Do Thái ra khỏi ách nô lệ. Cho nên vì vậy, cho nên trước khi Chúa Giêsu làm vua ở trên trần gian này, thì Chúa Giêsu muốn làm vua ở trong tâm lòng của chúng ta.
Amen. Cho nên Chúa muốn cai quản tấm lòng của chúng ta trước. Vậy cho nên các môn đồ thất vọng, cả đoàn dân cũng thất vọng. Chúa Giêsu nói, bây giờ các ngươi ăn thịt ta, uống huyết ta, thì người ta nói chắc Chúa có vấn đề quá. Rồi đoàn dân họ bỏ Chúa đi. Còn có 12 môn đồ thôi. Thì Chúa hỏi còn các ngươi có muốn lui chăng? Thì ông Phi-rơ nói, Chúa Giêsu đã đấng đến con Đức Chúa Trời, hắn Chúa Ngài có lời sự sống. Cho nên họ không có bỏ Chúa, mà họ tiếp tục. Thật ra Chúa nói về hình bóng thôi, là ăn thịt ta, uống huyết ta thôi. Chúa nói ý nghĩa là Chúa sẽ lên thập tự giá, lên thập tự giá chịu khổ và Ngài đổ huyết ra để mà cho nhiều người được tha tội. Như vậy thì cái ngày thứ năm chuẩn bị cho cái lễ vượt qua đó, thì Matthew thì cho chúng ta biết Chúa Giêsu Chúa giao những cái việc chuẩn bị này cho các môn đồ. Trong Mark thì nói hai môn đồ được giao việc chuẩn bị. Trong Luca thì nói là tên hai người. Như vậy theo Luca đoạn 28 câu 8, Chúa giao hai môn đồ nào để chuẩn bị lễ vượt qua? Câu Phi-rơ và Giăng. Phi-rơ, Giăng. Ok, ghi vô. Phi-rơ, Giăng. Trong Mác đoạn 14 câu 15 thì nói gì? Nói Phi-rơ và Giăng chuẩn bị gì? Dạ, chuẩn bị một phòng cao. Chuẩn bị phòng cao để mà dự lễ gì? Dự lễ vượt qua. Lễ vượt qua. Ở trong đó, ở trong rồi ở trong thành Jerusalem, ok, ở trong thành Jerusalem nha, và ở trong thành Jerusalem chứ không phải bên ở đi Bethany. Bethany là Chúa đi ra khỏi thành, Chúa đi ra khỏi thành bữa đó, rồi Chúa nghỉ ngơi đó, rồi. Như vậy đầu người Do Thái ăn chiên con lễ vượt qua trong nhà riêng hay là trong liều của họ, những chiên đó phải được dâng lên làm của lễ trong đền thờ. Chữ nào trên bản đồ trong cái tiêu đề là địa điểm chiên con lễ vượt qua được dâng làm lễ đó là chỉ gì? Xin lỗi, đó là chữ đi ha. Đây. Chúa và các môn đồ ăn chiên con lễ vượt qua, chữ đó là chữ gì? Chữ hát. Chữ hót hả? Hát hả? Hát. Ok. Rồi. Quý ông bạn chị em có thể hình dung Phi-rơ và Giăng chuẩn bị cho lễ vượt qua như sau. Trước hết họ đến tại nhà, tại đền thờ của ông chủ Ane để mua một con chiên con làm sinh tế, sau đó đem chiên con này vào đền thờ, đền thờ dân của tế lễ thiêu, và con chiên bị giết tại đó. Rồi họ đem chiên con đến phòng cao để tối hôm đó dự tiệc thánh. Đầu tiên những nghi lễ quan trọng, dân chiên con lễ vượt qua làm sinh tế trong đền thờ rất quan trọng. Thầy tế lễ sẽ đọc câu chuyện lễ vượt qua đầu tiên từ sách Sứ Ký Tô Ký đoạn 12 với lời kết thúc. Cả hội chúng sẽ viết nó vào lỗi chiều tối, Sứ Ký Tô Ký đoạn 12 câu 6. Khi nghe đọc đến chữ viết nó, người Lê-vi sẽ nắm bước đầu những chiên con lên với một nhát dao xanh gọn. Cắt đứt cái gì? Cắt đứt cổ. Những con chiên, ghê quá. Đó, để làm dễ vượt qua, để làm trọn đòi hỏi này cần phải giết con bằng một nhát dao một thôi, để con vật không kêu được một tiếng nào. Sự chết của Chúa Giêsu tương tự thế nào với việc chân chiên con lễ vượt qua? Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 12. Chết của Chúa Giêsu sao? Câu 2, câu 41 á. Cô biết. Chết của Chúa Giêsu sao cô?
Hello chị Hồng, chị Linh. Sự chết của Chúa Giêsu là ngài cũng yên lặng. Ngài yên lặng như chiên con đến hàm lòng thịt, đúng không? Không hề mở miệng kêu cái é là chết. Nó cũng là như đạo, nó cũng là như sao cũng là mình đè cái cổ nó nghẹt cổ rồi gọn gì nó la nữa đó. Nhà tôi ông cụ nuôi con mấy con chù mấy con dê là ôm sùm, thật ra chết nó cũng là tại vì mấy ông đè cái cổ đó rồi, nó đâu còn la nữa đâu. Nhưng mà ở đây Chúa nói là họ có cách họ giết. Người Mỹ thì họ có súng họ bắn sao á, bắn đó. Nó chết thôi, nó đi bằng thịt. Thì ở đây nói Chúa Giêsu chịu chết, ngài yên lặng, ngài vâng phục Đức Chúa Cha. Rồi các thầy tế lễ xếp hàng dài, thì này là cái câu chuyện đâu nha quý vị. Trong bài học các thầy tế lễ xếp hàng dài hát những bát bằng vàng đựng huyết chiên con đến bàn thờ dân của tế lễ thiêu. Thầy tế lễ đứng cuối hàng hết trong hát vàng bàn thờ, thấy tế lễ hay người Lê-vi mới thật sự dân huyết chiên con qua bên cho Đức Chúa Trời. Câu 42 á là sao? Các thầy tế lễ hả? Thật ra trong bài học này nói vậy chứ theo tôi nghĩ là không lẽ là cả triệu triệu người đi dân tế lễ là ai cũng làm vậy. Mấy thầy tế lễ chắc đứng chết luôn á, cả ngày đâu được. Cái này cũng là cái hình ảnh, hình bóng và cũng là cái hình thức thôi. Chứ mà ngày người nào cũng đến thầy tế lễ sao được. Mà đoàn dân đi đông từ sáng đến chiều, đi mấy ngày nữa mới dân mới hết. Bây giờ nói là gần 2 triệu người, dứt khoảng 250.000. Bữa hổm mình coi nè, để coi giết nhiều, giết chứ vậy làm sao mà mấy ông thầy tế lễ này làm chuyện này, làm sao mà thấy nổi. Hai trăm nè, có 2.500.000 mà giết khoảng 250.000 con. Ở giết khoảng 250.000 con trong bài 1A phân tích từng cuối cùng năm khổ nạn lễ dục bà. Thì quý vị biết là khoảng 2.500.000 người mà dân khoảng 250.000 con. Không lẽ 250.000 con mà mấy thầy tế lễ này đứng mà sao chịu nổi. Nhưng mà ở đây là kể câu chuyện như vậy thôi. Thì tôi nghĩ là không thể nào mà ông Führer vô đứng chờ mà cái này mấy ngày cũng dần hết nữa, đúng không? Thì lại nói đến cái câu chuyện làm sao mà thầy tế lễ dần sao thôi. Tôi cũng không có nghĩ là ông Führer sẽ gặp mấy ông này mà tới 2.500.000 người đứng xếp hàng để mà dâng tế lễ, làm sao mà dâng hết được. Rồi, như vậy thì chúng ta thấy xác nhận là giết khoảng 250.000 con trong ngày lễ vừa qua, giống như mà ngày hôm nay người Mỹ họ giết mấy con gà tây ngày lễ Thanksgiving đó, giết mấy con gà tây. Thì cái công việc của thầy tế lễ là thay mặt dân sự, dân các sinh tế cho Chúa. Họ đại diện dân sự trước mặt Đức Chúa Trời. Các thầy tế lễ dân bao nhiêu chiên con trong lễ vừa qua? Bao nhiêu con? Dạ, 250.000 con. 250.000. Dạ, 50.000 con. Ghê chưa? 250.000. 250.000 con. Có khoảng 7.000 thầy tế lễ phục vụ ba sức để dân 250.000 con. Làm sao mà đông dữ vậy? Thầy tế lễ gì đông dữ, đông đình thờ.
mới dân được. Chị con lễ vừa qua nhiều đây nuôi cơm không là cũng mệt luôn ha, mấy ông thầy tới lễ nè, nuôi cơm mấy ổng không cũng mệt, trả lương mấy ổng không cũng mệt nữa. Trách nhiệm của thầy tới lễ là khác với trách nhiệm của người Lê Vi. Cả hai nhóm đều phục vụ trong đền thờ, nhưng chỉ có một nhóm dân tới lễ cho Đức Chúa Trời, còn nhóm kia phục chúc trong hai nhóm làm việc tại đền thờ. Nhóm nào có chức vụ việc thay mặt dân chúng, dân sinh tế lên cho Đức Chúa Trời? Câu 41 á, dân sinh tế cho Đức Chúa Trời. Câu 44 á, là các thầy tế lễ đúng không? Người phục vụ là người nào? Người Lê Vi. À ha, phục vụ đền thờ và giết sinh tế, người Lê Vi hả? Dạ, okay. Dạ, dạ, con nhập đền thờ và giết sinh tế là người Lê Vi. Như vậy người Lê Vi cũng đông dữ lắm à, cũng mới giết mấy được hết chứ, người giỡn đâu, chắc cũng ngang ngang với thầy tế lễ 7 ngàn. Mình đi pro, mình đi rô mà ở dưới tàu mà khoảng 600 cho đến 1.000 người phục vụ là mình thấy là đông rồi. Đây là 7.000 người, kiếp không? 7.000 người thầy tế lễ. Quá đông. Đông quá, nuôi cơm không cũng mệt rồi. Mà này hàng năm lâu lâu mới có dịp thôi. Một năm có một lần thôi chứ đâu phải là từng nào cũng làm, từng nào cũng phục vụ như vậy là thôi, vậy là mấy ông thầy tới lễ đông hơn tín đồ. Đúng không? Thầy tới lễ đông hơn tín đồ. Đông dữ vậy. Rồi. Sau khi dân chiên con làm sinh tế thì Phi-rơ và dân phải đem lên phòng cao để mà nướng, đúng không? Và tối thứ năm lễ vượt qua được cử hành tại phòng cao bằng cách ăn gì? Ăn thịt gì? Dạ, ăn thịt chiên con. Ok, ăn thịt chiên con. Thịt chiên con. Cùng trong thời giờ này thì Chúa Giê-xu thiết lập lễ vượt qua tân ước là gọi là tiệc thánh bằng cách ban các biểu tượng. Biểu tượng nào? Bánh và chén và rượu. Bánh và chén hay là bánh và rượu. À ha. Trong bài sau chúng ta sẽ thấy gần 2.000 năm trước, ngay tại đây, Melchizedek đã trao cho Abraham 92 biểu tượng này. Trong tiệc thánh chúng ta thấy ứng nghiệm cả hai biểu tượng này trong thân vị của ai? Của Chúa Giêsu. Giêsu. Sau khi ăn xong lễ vượt qua thì Chúa Giêsu cùng các môn đồ trừ Giu-đa ra ngoài. Ông Giu-đa thì cũng đã đi mất rồi. Rồi, lần này thì Ngài đến Gethsemane, nơi đó lát nữa đây sẽ phù hợp bắt Ngài. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp nha. Lời cầu nguyện của Phi-rơ, lời ông Phi-rơ cũng nói gì? Khi đã hát thơ thánh rồi, Đức Chúa Giê-xu môn đồ đi ra bên núi Ô-li-ve, Ngài bèn phán cùng. Đêm nay các ngươi, là lúc Chúa Giê-xu giảng núi Ô-li-ve, Ngài bèn phán rằng đêm nay các ngươi sẽ bị giáp phạm vì cớ ta. Nhưng có chép rằng ta sẽ đánh kẻ chăn chiên thì chăn chiên sẽ bị tan lạc, xong sau khi ta sống lại. Trong khi ta sống lại, ta sẽ đi đến các Galilê trước các ngươi. Phi-rơ cất tiếng thưa rằng, dầu mọi người giáp phạm vì cớ thầy, xong tôi chẳng bao giờ giáp phạm. Vậy thì Chúa Giê-xu phán rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, chính đêm nay trước khi gà gái, ngươi sẽ chối ta ba lần. Phi-rơ thưa rằng, dầu tôi phải chết với thầy đi nữa, nhưng chẳng chối tội đâu. Tất cả môn đồ đều nói y như vậy, coi như tất cả môn đồ đều thề nói y như Phi-rơ. Đến giường Gethsemane rồi, Đức Chúa Giê-xu cùng môn đồ đi đến một chỗ kêu là Gethsemane. Ngài phán rằng, hãy ngồi đây với ta đi cầu nguyện đằng kia.
Đoạn Ngài bèn đem Phi-rơ và hai người con của Cbd và đi với mình, tức là người buồn bực và sầu não lắm. Ngài bèn phán rằng: linh hồn ta buồn bực cho đến chết vì các ngươi, hãy ở đây và tỉnh thức với ta. Rồi Ngài bước tới một ít, sắp mặt xuống đất và cầu nguyện rằng: cha ơi, nếu có thể được, xin chén này lìa khỏi con, xong không theo ý con mà theo ý cha. Kế đó Ngài trở lại với môn đồ, thấy đang ngủ thì Ngài phán cùng Peter rằng: thế thì các ngươi không tỉnh thức với ta một giờ được, hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sao vào trước cám dỗ. Tộc thần thì muốn lắm, vì sắp thịt yếu đuối. Ngài lại đi lần thứ hai mà cầu nguyện rằng: cha ơi, nếu chén này có thể được khỏi con mà không theo, không phải uống, thì xin ý cha được nên. Ngài trở lại nữa thì thấy bông đồ còn ngủ vì mắt họ đã đừ quá rồi. Đoàn Ngài bỏ mà lại đi cầu nguyện thứ ba và lập xin như lời trước. Rồi Ngài đi đến với môn đồ và phán rằng: bây giờ các ngươi ngủ và nghỉ ngơi, này giờ đã đến gần, con người sẽ bị nộp trong tay kẻ có tội, hãy chờ dậy, hè kẻ phản ta đã đến. Khi Ngài còn đang phán, sải thấy Giu-đa là người trong 12 môn đồ đến với một bọn đông người cầm gươm và gậy, mà các thầy tế lễ và các người trưởng lão trong dân sẽ đến. Đứa khoảng Ngài đã trao cho bọn đó dấu này: người nào mà tôi sẽ hôn, ấy là người đó, hãy bắt lấy. Thì Giu-đa đến gần Đức Chúa Giê-xu mà rằng: chào thầy, rồi hôn Ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán cùng nó rằng: bạn ơi, vậy thì vì việc này mà ngươi đến đây sao? Rồi chúng nó đều gần tra tay bắt Đức Chúa Giê-xu. Và này, có một người trong những người ở đó biết Chúa Giê-xu giơ tay rút gươm ra, đánh thầy tớ của thầy cả thương phẩm, chém đứt một cái tay của người. Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng: hãy nạp gươm ra giỏ, vì hễ ai cầm gươm thì sẽ chết được rơ. Thật ra trong Ma-thi-ơ thì không có nói đến này, ông Phi-rơ nha các bạn, như Phi-rơ. Rồi, người trưởng ra không có thể xin cha ta lập tức cho hơn 12 đạo thiên sứ sao? Nếu vậy, thế nào cho ứng nghiệm Kinh Thánh đã chép rằng việc này tất cả sẽ đến lúc bây giờ? Đức Chúa Giê-xu phán cùng chúng rằng: các ngươi đem gươm và gậy đến mà bắt ta, khác nào như là kẻ cướp ta thường ngày ngồi trong đền thờ và giảng đạo tại đó mà các ngươi không bắt. Nhưng mọi điều ấy phải xảy đến hầu cho những lời các đấng tiên tri đã chép được ứng nghiệm. Khi ấy hết thảy môn đồ bỏ Ngài mà trốn đi. Rồi cho đến câu hãy đọc tới 57 thôi, đúng không? Tới đó thôi. Ok. Như vậy thì chúng ta thấy cái chữ nào? Như vậy thì chúng ta là ở trong tiêu biểu vị trí ở đường giường Gethsemane, cái chữ đó là chữ nào? Dạ, chữ M. Ok. Gethsemane nằm ở tại chân núi nào? Dạ, chân núi Olive. Olive. Vậy về Chúa giảng Olive, bài giảng cuối cùng cho các môn đồ, nói chuyện Phi-e-rơ, thầy hứa, rồi vào giường Gethsemane nằm chân núi Olive, rồi vượt qua thung lũng nào để đến đó? Dạ, thung lũng là Sepron. Ok. Như vậy thì chúng ta thấy đó là thứ năm. Rồi thứ sáu. Thứ sáu là nằm ở trong cái ngày thứ sáu đó. Ngày thứ sáu là Good Friday đó. Ngày thứ sáu đó. Thì là ở Ma-thi-ơ đoạn 26. Câu 27, rồi qua đoạn 27, câu 56 là chúng ta thấy Đức Chúa Giê-xu ở trước mặt Cai-phê Phi-lát nói Chúa. Như vậy mình sẽ nói đến cái
Nói đến lúc này Chúa vào đường Gethsemane chút xíu, mình nói đến chút xíu Chúa vào đường Gethsemane đó, thì câu 57, 47 thì chương 41, bốn bốn mươi bảy đó, thì chúng ta thấy các môn đồ mệt quá. Tại lúc mà nghi ngờ là tiệc thánh, là hỏi có phải tôi không không, rồi có một người đi phản Chúa bỏ đi Judas Iscariot, rồi rồi lúc mà thầy hứa trên núi Olive, rồi đến đây mấy ngày Chúa bệnh dây, Chúa ngày Chủ nhật Chúa bệnh dây, Chúa quýnh đuổi bạc rồi trong đền thờ, đi ra Bethany, rồi tới đây là chúng ta thấy đến ngày thứ năm rồi ở trong Gethsemane, rồi nó mệt quá rồi, nên Chúa mới đến đó, Chúa cầu nguyện khẩn thiết Đức Chúa Cha, nếu có thể được chẳng này được, con theo cho con theo cha, cầu nguyện đến thứ nhất rồi đây đến nhì, Chúa nói sao các ngươi không thức với ta một giờ, thôi canh này. Họ cũng không thức được, rồi Chúa cũng đi lần thứ hai, Chúa cầu nguyện, rồi Chúa trở lại thì thấy mắt họ đừ quá mệt, Chúa nó mới nói là thức canh cầu nguyện kẻo các ngươi xa chứ cho cám dỗ, tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. Thấy họ ngủ nữa, Chúa đi đến lần thứ ba, Chúa cũng cầu nguyện y chang vậy, chỗ nói mồ hôi của Chúa, Chúa cầu nguyện khóc lóc. Bài giảng từng trước tôi có giảng giống như giọt máu lớn rơi xuống đất, Chúa yêu, Chúa khóc vì tội nhân, vì nhân loại, Chúa khóc. Chúa mới nói hãy thức dậy. Ngài đi đến với môn đồ mà phán rằng bây giờ các ngươi còn ngủ, nghỉ ngơi ư? Thức dậy. Này giờ đã gần tới, con người sẽ bị nộp trong tay kẻ có tội. Quý vị thấy không? Chúa Giêsu nộp trong tay kẻ có tội, rõ ràng. Người thánh khiết, công bình, người có tội đó, không ở chung được. Kẻ có tội ngày hôm nay, thấy chúng ta thấy xã hội nó, người nào làm lành làm tốt thì nó luôn luôn là nó đánh nó phá, còn kẻ làm dữ thì nó luôn luôn nó được tôn cao, nó hãnh diện. Chúa nói hãy chờ dậy đi nè, kìa kẻ phản ta đã đến. Ghê chưa? Trong bữa tiệc thánh tối đó là nó bỏ nó đi, nó đi rồi. Khúc kinh thánh thì nói Mác Luca thì nói là ma quỷ nhập vào Judas Iscariot, bây giờ nhập vào Judas Iscariot. Chú nói mà thà nó không sanh rầy thôi, đúng không? Judas cho mấy người lính đến bắt, cho lính một cái dấu hiệu là giả bộ chào Chúa Giêsu rồi ôm Chúa, chứ ban đêm làm sao biết ai là Chúa, ai là môn đồ. Cho nên cũng tướng đó cũng mà ghê lắm, cho cái dấu hiệu. Chúa nói là Chúa mới nói một câu là bạn ơi, Chúa cũng xưng Giuđa cũng là bạn. Cả Chúa rất là yêu. Nhưng mà tại vì cái lòng tham của con người, tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, đeo đuổi nó, chút lấy nhiều điều tao đến, nói gì thấy rõ không? Tham tiền bạc mà bỏ đạo, bội đạo, coi như là bất chấp Giuđa Iscariot. Chúa nói bạn ơi, Chúa coi cũng là bạn hữu. Abraham thì Chúa coi là bạn hữu của Chúa. Chúa không giấu với bạn của Chúa. Đến đời Chúa Giêsu thì Chúa cũng coi chúng ta là bạn hữu. Chúa nói đầy tớ thì không có biết chủ làm gì, nhưng mà nếu là bạn hữu thì Chúa coi chúng ta là bạn hữu. Giêsu là bạn thật.
Thì đến đây Chúa nói, bạn ơi, vậy thì việc này mà ngươi đến đây sao? Rồi chúng nó đến gần trà tay bắt Đức Chúa Giêsu. Chúa trách Judas Iscariot, nói ô bạn ơi, nhưng mà ông đâu có tham tiền mà đâu biết, giờ không biết trái phải, không biết đúng sai gì cả. Họ còn cầm gậy cầm này cầm kia đánh bắt Chúa. Chúa nói hồi lúc hàng ngày ta ở trong đền thờ đó giảng dạy cho các ngươi không bắt, đâu dám bắt. Này có mua kế bắt ban đêm à, bắt như cái trộm à, bắt như kẻ trộm. Có môn đồ cầm gươm cầm giáo gì mà chém đứt cái tay của tôi tớ Mo Chu đó, thầy cả thực phẩm đó. Mà Chúa Giêsu có đoạn kinh thánh Chúa Giêsu lấy cái lọt lại đó, Chúa gắn lại. Chúa nói mà ai cầm gươm chết gì gươm. Sau đó thì Chúa có đoạn cuối á, phần cuối thì các môn đồ hết thảy đều dấp phạm bỏ trốn vì cửa thầy, còn có một mình Chúa thôi. Còn nghe nói có người mà ở truồng ở trần chạy coi như mà xúc quần xúc áo luôn, thảm lắm. Còn Phi Rơ thì theo Chúa xa xa, còn Văn đồ cũng đi theo sát, đi gần gần. Giờ chúng ta sẽ nói đến cái phần rất là hấp dẫn ở trong Đức Chúa Giêsu ở trước mặt Cai Phe. Ta nhớ mà chúng ta nhớ cái mấy trường trước chúng ta học là Anne và Cai Phe, nhớ không? Ha. Dạ nhớ. Nhớ Anne dạ, và Cai Phe. Là cha vợ, còn cái là con rể. Ok, đó. Thì ở đây thì chúng ta thấy là ở Cai Phe. Thì tại vì Chúa phá quyền lợi nó mà. Chúa đuổi, Chúa coi như đuổi trời trời, từng rồi chúng ta nói rồi, bán trời trời, buôn bán, đổi bạc, đổi tiền, đổi bồ câu, mua bán bò dê này kia. Để cho nên Cai Phe với Anne là chủ mưu, chủ chợ đó, coi như chủ chợ đó, tổ chức buôn bán đền thờ để thu lợi. Kỳ này Chúa đi, Chúa bệnh rồi, Chúa phá, cho nên mất quyền lợi, mất tiền, mất bạc, nó đem bắt bán Chúa, giết Chúa, đúng không? Ok, bây giờ mình đọc tiếp. Những kẻ đã bắt Đức Chúa Giêsu đem Ngài đến nhà thầy cả thượng phẩm Cai Phe nha, nhớ Cai Phe nha. Ở đó các thầy thông giáo và các trưởng lão nhóm lại, Phi-rơ theo Ngài xa xa cho đến sân của thầy tế lễ thượng phẩm và ngồi với các thầy cái giữa đàn coi việc ấy ra làm sao. Chắc phải thay kiến giờ đọc không thấy luôn, mà xa xa mới thấy. Bây giờ các thầy tế lễ cả và cả tò công lượng kiếm chúng đối về Ngài cho người giết, Ngài. Dù có nhiều người làm chứng dối có mặt tại đó, song tìm không được chứng nào cả. Sau hết có hai người đến nói như vậy: người này đã nói ta có thể phá đền thờ của Đức Chúa Trời rồi dựng lại trong ba ngày. Thầy cả thượng phẩm bèn đứng dậy mà nói với Ngài rằng: những người này làm chứng mà kệ ngươi, ngươi không thưa lại sao vậy? Sao? Nhưng Đức Chúa Giêsu cứ lặng thinh. Thầy cả thượng phẩm lại nói với Ngài rằng: ta khiến ngươi chỉ Đức Chúa Trời bằng sống mà thề, hãy nói cho chúng ta, ngươi có phải là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời chăng? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: thật y như lời. Khi nào mà hỏi Chúa, Chúa không trả lời, nhưng mà khi mà hỏi nói đúng là Chúa nói thật như lời, giống như nãy Chúa nói với Judas Iscariot rồi đó. Có phải là tôi không? Chúa nói thật như lời ha. Chúng ta ghi nhớ cái vấn đề đó. Chúa thì thường thường Chúa luôn luôn nói cái điều đó. Ok, luôn luôn nói thật y như lời. Rồi, thầy cả thượng phẩm bèn xé áo mình mà nói rằng: nó đã nói phạm thượng, chúng ta còn cần gì
người làm chứng nữa sao? Các ngươi vừa nghe lời phạm thượng đó thì nghĩ làm sao? Chúng trả lời rằng nó đáng chết. Họ bèn nhổ trên mặt ngài, đấm ngài. Lại có kẻ vả ngài mà nói rằng: Hỡi Đấng Christ, hãy nói liên tri cho chúng ta biết ai đánh ngươi. Bây giờ Phi-rơ vẫn ngồi ngoài sân, còn có 10 đầy tớ gái đến gần mà nói cùng người rằng: Ngươi cũng là kẻ ở với Chúa Giê-xu người Ga-li-lê. Xong Phi-rơ chối trước mặt chúng mà rằng: Ta không hiểu ngươi nói chi. Khi đi ra ngoài cửa, lại có một đầy tớ gái khác thấy người, bèn nói cùng kẻ ở đó rằng: Người này cũng ở với Chúa Giê-xu người Nazareth. Xong Phi-rơ lại chối: Thầy rằng ta chẳng hề biết người ấy. Một chặng nữa, những kẻ ấy gần đó đến gần nói với Phi-rơ rằng: Chắc thật ngươi cũng thuộc về đảng ấy, vì tiếng nói của ngươi khai ngươi ra. Người bần rủa: Thầy rằng ta không hề biết người đó đâu. Tức thì gà gái, Phi-rơ nhớ lại lời Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Trước khi gà gái ngươi chối ta ba lần, đoạn người đi ra khóc lóc đắng cay. Như vậy thì ở trong cái phần đoạn 26 thì câu 30 Chúa giảng tại núi Olive và Chúa nhắc đến Phi-rơ sẽ chối Chúa ba lần, thì mọi người đều thề, Phi-rơ cũng thề. Nhưng mà sau đến đây thì chúng ta thấy là Phi-rơ ông chối Chúa ba lần nha. Chối Chúa ba lần, ông nói ông không có thuộc về đây đè đó, còn cái tại vì họ nghe, họ biết cái tiếng. Cái tiếng địa phương có gì? Biết cái tiếng địa phương. Như người Trung là nói khác, người Huế nói khác, người Quảng Nam nói khác ha, người miền Tây nói khác ha, người Bắc nói khác, và người coi như là người Hà Tĩnh rồi nói khác ha. Người Việt Nam mình đủ thứ giọng hết á, đủ giọng. Người miền Tây là nói chả đánh lưỡi gì, nói không có phát âm đúng, nhưng mà vô tư đúng không, nói ai cũng nghe, tại cả cái miền đó họ nói vậy mà, chứ không phải là một người. Nhưng mà khi đọc viết chính tả thì cô giáo cũng đọc sử giọng người Bắc vậy, chứ thật ra là người miền Nam nói vô tư. Nhưng mà người ta biết ông Phi-rơ ở Ga-li-lê chắc nói giọng coi giận miền quê đó, nên nó là biết ông Phi-rơ. Thì trong khi đây thì chúng ta thấy là cái qua đoạn 27 câu 27 cho đến câu 58 thì chúng ta thấy mình dừng đó đi. Thì ở đây trong cái bài đó, nửa đêm rạng sáng thứ sáu thì Chúa Giê-xu bị đem đến trước các thầy tế lễ cả. Họ là nhà chức trách tôn giáo cao cấp nhất trong xứ. Các thầy tế lễ cả này tên gì? Câu 47 đó, phần A đó, tên gì? Tên là Anne và Cây Phe, hai cha vợ với con rể. Ok, ghi vô. Lúc bình ninh, lúc bình ninh thì Chúa Giê-xu bị đem đến trước nhà chức trách chính trị và dân sự cao cấp nhất. Xin đọc Luca đoạn 23 và mở ra Luca đoạn 23 đi. Mày rơ mát Luca đoạn 23. Pha-ri-ơ đoạn 23 câu mấy ta? Câu 12. Ok. Câu 12. Trước kia Phi-lát với vua Hê-rốt thù hiền nhau, nhưng nộp ngày ấy trở nên bằng hữu. Ông Phi-lát với vua Hê-rốt thì thù nhau, nhưng mà nộp nội ngày ấy trở nên bạn hữu. Đúng không? Luca đoạn 23 câu 12. Chính trị á, nó cũng dữ dội lắm. Thấy chính trị đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ đánh nước đánh tối ngày, nó triệt nhau phải không? Nó dù khốn triệt nhau. Nói chung là ở xứ này thấy nó thúi quắc hết, nói chung vậy. Cho nên thôi giờ miễn bàn vụ chính trị, xã hội mình thấy nó bất công vô cùng. Thì ở đây, hồi xưa cũng vậy,
chánh trị Herod với vua Phi-lát là coi như là không không ưa gì nhau, nhưng mà khi mà muốn làm vừa lòng dân chúng thì nó khi bắt được Chúa Giêsu rồi là hai bên nó hòa hợp với nhau. Như vậy đó, người cầm quyền chính trị thứ nhất là ai với ai? Thứ nhất là ai đi á, nhất là thứ nhất là Herod, là Herod Antipa đó, và Philát. Ok, Herod Antipa và Philát. Ok, như vậy quý vị thấy hai tướng này coi như bình thường thì không có ưa nhau đâu, nhưng mà khi bắt được Chúa Giêsu rồi đó thì muốn làm vừa lòng nhân chúng mà, cho nên nó hợp ý nhau, nó hè ý nhau. Rồi quý vị còn nhớ Herod với Archelao bị trước chức tổng đốc xứ Giu-đê vì cực kỳ tàn bạo vào một thống đốc La Mã đến thay trong thời Chúa Giêsu, quan tổng đốc này là tên gì? Tên Phi-lát. Vị Herod được nói đến trong Luca đoạn 23 câu 12 là Herod Antipa cai trị vùng Galilee. Vì sao Herod Antipa có mặt tại Jerusalem lúc này? Vì ông cũng cai trị xứ Giu-đê để dự lễ vượt qua cùng với những người Do Thái đến Jerusalem để thăm anh mình là Archelao. ABC mình chọn cái nào? Chọn câu B. Câu B, đánh dấu câu B nha. Ok. Để dự lễ vượt qua cùng với những người Do Thái đến Jerusalem. Ok, như vậy ông cũng đi dự lễ vượt qua nữa. Lễ lớn rồi, cho nên cũng phải nên có mặt. Rồi, Chúa Giêsu bị đưa đến xét xử trước Herod và Phi-lát vào thứ mấy ở trong tuần? Dạ, vào thứ sáu. Ok, thứ sáu, ok. Sắp hết giờ rồi, mình nói thêm đi. Phi-lát không ở luôn tại Jerusalem, ông cai trị từ Caesarea cho xứ Samaria, không phải thành Caesarea Philip. Thành này ở trong bờ địa Trung Hải. Vì sao Phi-lát là người La Mã chứ không phải là người Do Thái lại có mặt tại Jerusalem trong lễ vượt qua? Để làm gì? Cùng dự lễ vượt qua với người Do Thái, bảo đảm hàng triệu người Do Thái đến đây không gây rối, có thì giờ giao hảo với các thầy tế lễ cả và thầy đốt. ABC mình chọn cái nào? Dạ, chọn câu B. Câu B, bảo đảm hàng triệu người Do Thái đến đây không về rối phải không? Con sợ đấu tránh phải không? Sợ đấu tránh. Dĩ nhiên cả Herod lẫn Phi-lát đến không phải sống trong lều, cả hai đều có cung điện nguyên nga ở tại Jerusalem. Xin mở bản đồ ở trang tiên đề và xem ba cung điện tại đó, xác định mỗi cung điện bằng cách viết mẫu tự họp vào khoảng trống. Cung điện của Antipa ngay giữa trung tâm thành phố. Chữ đó là chữ gì? Cung điện nơi Phi-lát thỉnh thoảng đến nhìn qua thung lũng Hinnom là chữ gì? Chữ Y. Ok. Bây giờ mình thấy các quan chức, mình gọi là các quan chức nha. Các quan chức á, có rất là nhiều nhà biệt thự á. Rất là nhiều nhà biệt thự. Còn giờ giàu lắm, giờ các quan chức ở Việt Nam họ giàu lắm nha, họ có nhiều nhà lắm, họ tài sản kinh cực khủng lắm, coi như là nói chung ở Mỹ ở nước nào cũng vậy, mấy tướng hối lộ là nhà biệt thự, nhà nghỉ mát đồ ở mấy thành phố đẹp không á. Đó thì ông Herod với Phi-lát thì cũng vậy thôi, nói chung vậy, cũng có cung điện Phi-lát hoặc là cũng thế thôi, đúng không? Thời nào cũng vậy. Như vậy Phi-lát đó thay Archelao làm quan tổng đốc xứ Giu-đê và Samari, ông có quyền dùng cung điện mà Archelao và phụ vương của ông sẽ sở hữu Jerusalem. Đây là cung điện của ai? Dạ, của
Herod đại đế. À, Herod đại đế đi vô. Vì Atiba không phải là quan tổng đốc xứ Giu-đê nhưng cai trị Galilee và Bê-rê, ông phải dùng một cung điện khác, là cung điện nào? Dạ, cung điện Maccabê. À, rồi. Vì Atiba, no. Thật ra phiên Philát có thể chụp chọn ở giữa hai nơi này, ông có quyền sử dụng cung điện Achelahu và ông cũng có thể ở trung tháp quân sự La Mã bên đền thờ. Philát có thể ở nơi nào trong Jerusalem? Dùng bản đồ ở trong tiêu đề cung điện gì? A, cung điện gì? Dạ, cung điện Herod đại đế. Cái tháp là tháp gì? Dạ, dạ, tháp Antonia. Antonia, ok. Rồi. Vì luôn có nguy cơ giấy loạn trong lễ vừa qua nên lần này Philát chọn tòa nhà kiên cố hơn làm tổng hành dinh. Nói cách khác, ông ở tại tháp. Tháp gì? Dạ, tháp Antonia. Trong mùa lễ vừa qua. Đó, cho nên khi mà xét xử á, xét xử đó nó đưa qua đưa lại, đưa qua đưa lại vậy đó. Cái gì thấy? Đó cũng là ngày lễ lớn. Lễ lượt qua là ngày lễ lớn nhất người Do Thái. Philát còn tăng cường phòng ngừa trong lễ vượt qua, ông tăng quân La Mã trong thành để dập tắt mọi cuộc bạo loạn xảy ra. Quân tăng cường này ở đây trong lễ vượt qua. Câu 50-56 đó. Ông tăng cường xung quanh đâu? Xung quanh Antonia. Ok. Mẫu tự nào ở bản đồ đang tiêu đề đánh dấu nơi ngụ của những nhân vật sau đây trong lễ vừa qua? Cây phe. Dạ, cây phe là chữ G. À hả, Ane. Ane là chữ F. Atipa. Dạ, Antipa cũng chữ G, mà Philát là chữ Y. Hai lãnh tụ tôn giáo cao nhất Jerusalem trong lễ vừa qua tên là gì? Tên là Caiphê và Ananias. Ok. Này là tôn giáo nha, còn kia là Dạ. Ok. Ông này là tôn giáo. Tôn giáo. Hai cha con hả? Cha con, cha vợ hả? Dạ. Cha vợ với con rể, đúng không? Dạ. Ok. Hai lãnh đạo chính trị cao nhất tại Jerusalem lễ vừa qua đó là tên gì? Dạ, là Herod và Philát là Ok. Chính trị. À, về tôn giáo là lãnh đạo chính trị. Hai cha vợ con rể là Caiphê và Ane. Herod và Philát. Ok. Rồi, mỗi người sau đây giữ chức vụ nào? Caiphê thì giữ chức vụ nào? Caiphê là chức vụ thầy tế lễ thượng thẩm. Ane cũng thầy tế lễ thượng thẩm nhưng mà ông về hưu. Ừ. Coi như rồi giờ là cố vấn ha. Philát. Dạ, về hưu rồi. Philát. Philát là quan tổng đốc xứ Giu-đê. À ha. Còn Antipa là quan tổng đốc vùng Galilee. Ok. Vì mưu xảo trá của Caiphê và Ane, Philát rơi vào thế bị buộc phải giao Chúa Giê-xu đi đóng đinh trên thập tự giá để tránh bị kết tội trước mặt Caesar. Caesar là ở tại đó. Là vua ha, hoàng đế hay La Mã. Vì vậy Chúa Giêsu là chiên con thật của Đức Chúa Trời đã bị giết bên ngoài vách thành Jerusalem tập tận phía bắc của thành. Chữ nào đánh dấu nơi đóng đinh của Chúa Giêsu trong bản đồ? Dạ là chữ S. Ok, Chúa Giêsu bị đóng đinh vào trưa ngày bị xét xử trước mặt Philát đó là ngày nào? Dạ, là ngày thứ sáu. Ok. Sự kiện sao xảy ra ngày nào trong tuần cuối của Chúa Giêsu vào thành Jerusalem cách khải hoàn? Dạ, là ngày thứ nhật. Dọn sạch đền thờ, quả cây vả. Dọn sạch đền thờ và quả cây vả là ngày thứ hai. Ngày thứ hai. Và tranh luận về thẩm quyền của Chúa Giêsu trong đền thờ và bài giảng các dấu hiệu tái lâm. Giảng và dấu hiệu Chúa tái lâm ngày thứ ba. Ok.
Chúa nghỉ ngơi trong khi Giuđa lập bô phạm Chúa là ngày thứ mấy? Ngày thứ năm là việc thánh, còn sự án và đóng đinh Chúa Giêsu là thứ sáu. Ok, thì là Good Friday là đúng nha. À ha. Tại vì người Do Thái họ kể cái ngày tới 6 giờ là qua ngày mới nha quý vị. Chứ không phải là 6 giờ chiều qua ngày mới. Và dưới đây là các biến cố của từng lễ cuối. Thứ nhất là biến cố là có tiệc thánh nè. Có gì nữa? Có tranh luận nè. Dạ, tiệc thánh. Tham luận thẩm quyền. Theo có ở trong này nó có ABC đó là tiệc thánh. Rồi. Tiệc thánh là ngày thứ năm. Dạ, okay. Số 1. Ok. Còn tranh luận về thẩm quyền Chúa Giêsu bài giảng đó là ngày thứ ba là số 2. À. Còn vào thành Jerusalem cách khải hoàng đó là số 3 là ngày Chủ nhật. Còn Giuđa nghỉ ngơi và Giuđa âm mưu phạm Chúa đó là ngày thứ tư là số 4. Và ngày số 4 còn tiệc thánh là ngày thứ năm là số 1. Okay. Còn thứ 8 là ngày thứ sáu là họ đóng đinh Chúa, Chúa và đóng đinh Chúa là ngày thứ sáu là số năm là cuộc án và đóng đinh Chúa Giêsu là số năm. Số năm là ép nha. Dạ. Thì thứ nhất là tiệc thánh nè, nói biến cố nha, nói biến cố thứ năm, tiệc thánh nè, tranh luận thẩm quyền Chúa Giêsu bài giảng và các dấu hiệu Chúa Giêsu tả lâm là trong Ma-thi-ơ đoạn 24 đó, rồi vào thành Jerusalem cách khải hoàng Chúa cởi con lừa đó, Hosanna đó, cuộc xử án Chúa Giêsu nghỉ ngơi, Giuđa âm mưu Chúa Giêsu nghỉ ngơi là Chúa trở về Bethany đó, rồi cuộc xử án đóng đinh Chúa Giêsu, rồi dẹp sạch đền thờ, quả kỳ vả, số mỗi biến cố trên đây thì nãy cô Chanh đã nói trước rồi đó, nói xong rồi đó. Như vậy thì chúng ta thấy đó, chúng ta thấy đó là cái ngày mà Phi-rơ và ông dân ông mua chiên con, rồi ông dân làm sinh tế, ông đem lên phòng cao. Chúa Giêsu và các môn đồ đi thẳng đến phòng cao, nơi đó họ dự lễ vượt qua. Chúa Giêsu và các môn đồ đi đến Giê-ru-sa-lem. Chúa Giêsu bị bắt, giải đến nhà thầy tế lễ thực phẩm. Chúa Giêsu bị đưa đến Phi-lát, rồi tại tháp Antonia, Phi-lát sai giải Chúa Giêsu đến Herod Antipa ở trong cung điện Ma-ca-bê, rồi Chúa Giêsu được trở về Phi-lát, Chúa Giêsu đưa đến Gô-gô-tha, rồi Chúa Giêsu làm gì? Phải chết tại đó. Phải chịu chết. Ok. Thôi, hôm nay mình sẽ học bao nhiêu đó thôi ha. Rồi ngày mai mình sẽ dự điểm khó tại nhà thờ. Tuần sau thì mình sẽ kiểm bài 1A trước khi mình sẽ học tiếp. Giờ xin mời cô Bích cầu nguyện, xin Chúa ban phước cho chúng ta ha. Xin phép cầu nguyện.
Con kính lạy ba ngôi Đức Chúa Trời, là Cha đã yêu thương chúng con. Con lớn tiếng cảm tạ ơn Chúa vì đã qua một tuần Chúa có gìn giữ nguyên bà anh chị em trong hội thánh, tất cả mọi người chúng con, Chúa cho được bình an mạnh khỏe. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúa ơi, xin Chúa tiếp tục ban phước cho chúng con được đầy ơn của Chúa. Xin Chúa Thánh Linh nhắc nhở lòng chúng con luôn luôn biết nhớ đến Chúa, biết kính yêu Chúa, hết lòng thờ phượng Chúa, để đời sống chúng con hàng ngày được gần gũi với Chúa, đồng đi với Chúa, để đời sống chúng con đẹp lòng Chúa và sống xứng đáng làm con của Ngài. Con cảm ơn Chúa. Chúa ơi, xin Cha Thánh Linh Ngài mở trí, mở lòng cho chúng con, được chúng con có sự khôn ngoan, thông sáng, hiểu biết và có trí nhớ. Chúng con ham mến lời Chúa, để chúng con mỗi tuần để thì giờ quý báo ngồi chân Chúa để học hỏi về cuộc đời của Chúa, của thể Giêsu của chúng con, để chúng con có tấm lòng yêu mến Chúa càng hơn. Chúa ơi, con học lời Chúa con thấy rất là cảm động vì Chúa yêu thương chúng con. Chúa cả cuộc đời chịu khổ, chịu nạn, rồi cuối cùng Ngài chết vì tội lỗi chúng con. Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con nhìn thấy sự đau đớn của Chúa, cho chúng con biết yêu mến Chúa, tỉnh thức, hầu việc Chúa, thờ phượng Chúa một cách hết lòng, để chúng con tỏ lòng yêu mến Chúa. Vì Chúa đã yêu chúng con, Chúa hy sinh tất cả vì chúng con. Chúa ơi, Chúa cho chúng con cái tâm lòng yêu mến Chúa cũng đền đáp lại tấm lòng của Chúa đã hy sinh để chúng con cũng hầu nghiệp Chúa một cách hết lòng và dâng cả cuộc đời chúng con cho Chúa để đền đáp lại tình yêu thương lớn lao của Ngài. Chúa ơi, xin Chúa thương xót nhắc nhở lòng chúng con để chúng con biết dâng đời sống, dâng thị giờ, dâng của cải, để chúng con hầu nghiệp Chúa, để đẹp lòng Chúa. Con cảm ơn Cha nhiều lắm. Chúa ơi, xin Cha thêm sức khỏe cho tôi tới Chúa, một sự quản nhiệm chúng con. Chúa cho ông gia đình ông và ông được dồi dào sức khỏe, được đầy ơn của Chúa, để hàng tuần ông dẫn dạy, giúp đỡ lời của Chúa, dẫn dắt chúng con đi theo đường lối thánh của Ngài, để chúng con sống xứng đáng làm con của Chúa. Con cảm ơn Cha. Cha ơi, ngày lễ Phục Sinh sắp tới, xin Chúa nhắc nhở cho chúng con nhớ đến sự thương khó của Ngài, chị em chúng con, anh em chị em chúng con hết lòng đến để nhà thờ để thờ phượng Chúa, để hầu nghiệp Chúa một cách đông đủ vui vẻ. Xin Chúa ban phước cho Ngài Phục Sinh, Chúa được đầy ơn của Ngài, Chúa đổ phước thật nhiều cho thờ thánh ngọt so chúng con nhỏ bé ít người. Chúa ơi, xin Chúa nung đúc đất lửa Thánh Linh và lòng chúng con, cho chúng con có tấm lòng nóng cháy yêu mến Chúa nhiều hơn, hầu nghiệp Chúa một cách sốt sắng hăng hải hơn, vì biết rằng ngày Chúa sắp trở lại. Chúa nhắc nhở cho chúng con biết tỉnh thức, hầu nghiệp Chúa, biết kịp thì giờ của Chúa đã đến, hầu cho chúng con được không hối tiếc, và chúng con hầu nghiệp Chúa một cách hết lòng để được tiếng Chúa ban khen chúng con là những đầy tớ ngay lành trung tín. Được lắm, hãy đến đây mà hưởng phước của Chúa ngươi. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Và giờ này con giao phó mọi sự trong tay Chúa. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, Linh Cha được tôn thánh, Ý Cha được đến, Ý Cha được nên cả đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày, lỗi chúng con vì chúng con thao kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin cho để chúng con bị cam dỗ, xin cứu chúng con khỏi địa ác, vì nước quyền vinh hiển được của Cha đời đời vô cùng.
Amen. Hallelujah, kinh thiên về Chúa. Hallelujah, Amen. Hallelujah, kinh khen Giê-xu. Giấc dây chúng con hỏi. Amen. Rồi, gặp lại cô Bích với cô Chanh. Chú ban phước cho cô Bích, cô Chanh. Bước cho quý ông bà, chị em, chị Tiên Na, cùng tất cả quý vị. Xin chào. Xin chào tất cả quý ông bà, chị em.